Ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh Vành Khuyên Đam Mê Vlog. Hôm nay thì mình xin tổng hợp lại một số các cái vấn đề phát sinh trong cái quá trình lên cám nhé mọi người nhé. Hy vọng rằng là những cái kinh nghiệm này của mình ấy cũng sẽ giúp cho các bạn nuôi chim một cách nó bình ổn hơn, nó cũng đỡ bị bỡ ngỡ hơn ấy. Và đôi khi chúng ta có những cái thắc mắc mà nhiều khi đúng là để mà tìm một cái phương án giải quyết làm sao cho nó phù hợp nhất ấy, thì cũng không biết hỏi ai hay là tìm những cái kinh nghiệm như thế nào ấy. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ lại một số các cái kinh nghiệm của mình. Những cái kinh nghiệm này thì nó chỉ mang tính chất cá nhân thôi nhé mọi người nhé. Mọi người có thể nghe để tham khảo nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người đấy chính là cái hiện tượng mà con chim nó kêu chẹp 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 hay là chip 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 mà nó không líu được, nó nhảy nhiều, nó sẽ có những cái biểu hiện rất là xấu. Thì vấn đề để khắc phục cái việc đó thì chúng ta có thể khi mà chúng ta đưa một cái lượng cám líu vào nhất định rồi, cảm thấy con chim nó không chịu được ấy, mọi người có thể bớt cái lượng cám líu đi bằng một số cách sau nhé. Một là mọi người giảm bớt cái liều lượng cám líu. Hai là mọi người sẽ cho con chim ăn mồi tươi và hoa quả. Nhưng mồi tươi bây giờ nó sẽ không phải là châu chấu hay là sâu quy nữa, mà nó chính là dế nhé mọi người nhé. Và hoa quả thì khi mà nó ăn hai cái loại thức ăn đó thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ ăn ít cám đi. Như vậy thì cái lượng đồ líu đưa vào người của nó sẽ được bớt đi rất là nhiều. Khi đấy thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ khắc phục được cái tình trạng là con chim nó kêu chịp chịp nhé mọi người nhé. Cái vấn đề tiếp theo khi mà chúng ta vào cám líu ý, và chúng ta sẽ nhận thấy ngay đó chính là việc con chim nó nhảy rất là nhiều. Nhảy nhiều hơn bình thường nhìn thấy luôn đấy mọi người ạ. Thì việc này thì thực ra nó có vừa có mặt tích cực và nó cũng vừa có mặt tiêu cực. Cái mặt tích cực của nó thì khi mà con chim nó vận động nhiều ý, thì đồng nghĩa với việc là cái tỷ lệ mỡ của nó sẽ dần dần nó sẽ giảm xuống nhé. Cái thứ hai nữa là trong mọi cái hoạt động về thể chất ý, thì nó sẽ đều khiến cho tim mạch nó tốt lên. Cái việc đó thì nó đã có cái nghiên cứu rồi. Thế thành ra là mình cũng chỉ nói qua để mọi người dễ hiểu thôi. Thì khi mà con chim nó nhảy nhiều như vậy thì đồng nghĩa việc là cái sức khỏe của nó cũng sẽ được cải thiện đấy. Đấy, trừ khi nó nhảy quá nhiều đến dẫn đến mức độ là con chim nó già thôi. Nhưng khi mà cái từng cường độ vận động của nó được tăng lên ấy, thì cái việc con chim nó giảm mỡ, nó ôm lông ấy, nó cũng là việc khá là cần thiết. Đấy là cái mặt tích cực nhé. Còn cái mặt tiêu cực của nó thì dĩ nhiên rồi. Thì, những cái biểu hiện của việc con chim nó nhảy quá nhiều và nó quá mất kiểm soát ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta cảm thấy rất là hoang mang và bây giờ không biết làm thế nào ấy. Thì như mình cũng có hướng dẫn với cả mọi người rồi là ở cái thời điểm đó thì tốt nhất mọi người cho con chim vào cái lồng to ấy. Khi mà nó càng nhảy được nhiều, nó càng thoát được khỏi cái sức ì của nó ấy, thì dần dần đến một cái thời điểm con chim nó sẽ tĩnh và nó sẽ đứng lại nha mọi người nhé. Thì đấy cũng sẽ là một trong những cái mà chúng ta sẽ phải đối mặt thôi. Đó, nó chúng ta vẫn phải đối mặt thôi. Ví dụ như cái con chim lồng tang béo ở bên tay phải mọi người có thể thấy đấy. Hôm nay thì mình cho nó vào cái lồng bé bởi vì mình đi dãi chim ấy. Chứ còn là bình thường mình nuôi nó ở trong một cái lồng phóng cơ. Thì mình thấy rằng là đến bây giờ, đến ngày hôm nay tức là khoảng hơn 10 ngày rồi. Hơn 10 ngày mình vào cám thì bây giờ nó đã rất là bình ổn mọi người ạ. Đó, mấy hôm trước thì mình có tăng cái lượng hoa quả lên một chút để cho con chim nó ăn ít cám lại để nó điều tiết dần dần. Sau đó thì khi mà con chim nó bình ổn lại bắt đầu mình lại bớt dần lượng hoa quả nhé. Bắt đầu lại bắt nó phải ăn cám líu nhiều hơn để cho nó đạt được cái thể trạng sung mãn nhất cho mọi người nhé. Cái vấn đề thứ ba mà mình cũng muốn chia sẻ với mọi người ấy, đó là cái câu chuyện là vào cám líu rồi và mãi con chim nó không líu. Thì thực ra câu chuyện này thì mình có gặp rất nhiều câu hỏi từ phía các bạn xem kênh bên mình ấy. Thì mình thấy có một cái câu chuyện là một cái vấn đề như này thôi. Đôi khi là cái thời điểm mà chúng ta vào cám nó chưa phải là cái thời điểm đúng nhất. Thành ra là con chim của chúng ta nó sẽ vẫn cần một cái thời gian nhất định để nó ngâm cám rồi để nó bật lên. Đó, và mình cũng đã nói với các bạn rất nhiều rồi là cái việc thay lông là hàng tháng, thì cái việc để con chim từ khi thay lông đến lúc con chim nó căng lại nó cũng sẽ là hàng tháng nhé mọi người nhé. Nó không thể nào mà có cái việc gì đấy mà nó đốt cháy giai đoạn quá được đâu. Trừ khi là cái loại cám mà các bạn cho con chim nó ăn ấy là một cái loại cám gọi là Super VIP Pro. Nói chung là cực kỳ mạnh, nói chung công lực là phải gọi là hỏa lực cao ấy. Thì có thể con chim là nó sẽ thay đổi, mình sẽ nhìn thấy nó sẽ bật líu lên rất là sớm thôi. Nhưng mà thực tế ra đây là một cái chia sẻ mà mình cũng nói rất thật với mọi người ấy, là cái gì nó lên quá nhanh, thay đổi quá nhanh ấy, thì nó cũng sẽ có nhiều những cái dấu hiệu tiêu cực thôi. Thực ra một con chim từ khi nó tròn lông này, sau đó đến lúc mà con chim nó ra ngoài giàn nó chuyện trò, rồi nó ra ngoài giàn nó bật líu sâu sòng, và đến lúc nó vào căng ấy, có những con chim nó mất khoảng độ tầm 3-4 tháng là việc cực kỳ bình thường nhé mọi người nhé. Cực kỳ bình thường. Thêm một cái yếu tố nữa đó chính là cái con giống của chúng ta nó ở mức độ nào.
Bởi vì thật ra trong hai con chim này của mình ấy, thì cái con chim lồng cao hơn một chút ấy, thì nó là con chim nó cực kỳ mau luôn. Thậm chí bây giờ là mình vẫn đang nuôi gắm nuôi thôi, mà mọi người thấy cánh nó còn tí loạn hết cả lên ấy. À, đấy, nó cực kỳ mau và nó cực kỳ sung luôn ấy. Nó cũng không cần phải kèm líu đâu. Đấy, cái con bên, cái con ở gần mọi người hơn ấy, là cái con chim mộc của mình ấy. Thì con chim này mình cũng chưa hiểu gì cả, nên là mình mới dùng cái kèm líu thôi. Và mình cũng muốn đồng hành cùng mọi người giống như mọi người thôi, là khi bắt đầu một con chim chúng ta nuôi ấy, để chúng ta tìm hiểu nó. Thì tình trạng con chim này của mình cũng vậy thôi. 10 ngày gần đây thì nó cũng chỉ gọi là líu trộm trộm được một tí thôi. Ra ngoài giàn thì líu trộm trộm được một tí và cũng chỉ chuyện trò là chính thôi mọi người ạ. Đấy, cho nên là cái việc mà chúng ta nuôi một con chim và chúng ta thấy rằng là cái biến chuyển của nó rất là lâu ấy, thì cũng không có vấn đề gì đâu. Bởi vì bản chất của con đực ấy là sớm muộn gì nó cũng sẽ phải líu thôi nha mọi người nhá. Sớm muộn gì nó cũng phải líu thôi. Nó không thể nào mà không líu được đâu mọi người ạ. À, thêm một yếu tố nữa là chúng ta phải nuôi tốt nữa chứ, đúng không? Một cái vấn đề thứ tư mà mình thấy các bạn xem kênh bên mình có hỏi mình khá là nhiều, đó là trong trường hợp mà em lên cam líu rồi và em thấy là con chim nó không thể líu được và nó có những cái biểu hiện nó rất là tiêu cực ấy, thì em có nên đổi cám hay không, hay là có nên về cám dưỡng hay không? Thì cái lời khuyên của mình dành cho mọi người tức là như này, thường thì lên cám thì mình cũng khuyên mọi người lên từ từ ấy, lên từ từ để mình xem là cái ngưỡng cân bằng của nó ở đâu ấy. Thì chúng ta cũng ví dụ như đầu tiên các bạn không phải lên giống mình mà lên từ 50% chẳng hạn, và các bạn thấy rằng là con chim nó không chịu được, thì cái việc đầu tiên là các bạn hãy điều nó bằng mồi lá dế hoặc là hoa quả đi. Nếu mà cái việc đấy nó cũng không có hiệu quả thì các bạn giảm cái tỷ lệ cám xuống, chứ các bạn đừng hạ một phát xuống cám dưỡng nhé. Bởi vì thật ra hạ một phát xuống cám dưỡng con chim khi nó bình ổn lại rồi, đến lúc các bạn lên cám nó lại là câu chuyện như thế thôi. Nên là các bạn lại hạ từ từ, ví dụ như từ 50% các bạn có thể hạ xuống còn 40%, còn 30%, và các bạn xem cái điểm nào là cái điểm cân bằng nhất của con chim nhé. Khi mà con chim nó đã cân bằng rồi thì nó sẽ các cái biểu hiện xấu nó sẽ giảm đi, chẹp chẹp nó sẽ giảm đi, cái việc mà nó nhảy quá nhiều và mất kiểm soát nó cũng sẽ giảm đi. Thì lưu ý các bạn có thể lại tăng dần lên để cho con chim nó thích nghi dần dần nhé. Tại sao mình luôn khuyên các bạn là cái gì nó cũng phải dần dần, nó chính là vì như thế đấy. Và khi các bạn chạm vào một cái điểm mà cảm thấy rằng là cái con chim đó nó ổn định rồi, nó bắt đầu líu tốt rồi, thì các bạn có thể giữ nguyên cái mức độ đó và các bạn cứ nuôi đều tay như vậy thôi. Các bạn yên tâm nhé, đến ngày đến tháng nó sẽ cho các bạn kết quả rất là tốt. Còn cái việc nhiều khi các bạn còn nói chuyện với mình là gì, là em thấy con chim là nó hơi bị trùng quá, em muốn là tăng lên một chút để cho nó líu căng hơn ấy. Thì phải nói thật với cả các bạn là nếu như mà cái cám líu nó thần kỳ đến như thế thì sẽ không cần phải đi mua con giống tốt đâu. Không thể nào có những con chim lên đến 450 triệu được, đúng không? Chắc chắn là cái vấn đề nó là do con giống thôi. Khi các bạn tìm được một cái điểm cân bằng rồi, con chim nó đã có biểu hiện tốt rồi, thì các bạn nuôi để các bạn nuôi như vậy thôi. Còn nếu như mà để mà lên cám mà con chim có những cái biểu hiện mà gọi là nó tốt mà nó xuất sắc hẳn lên, có thể chấn áp con hùng ấy, thì việc đấy mình cho rằng là nó cũng hơi khó. Hoặc có thể rằng là một phút huy hoàng xong rồi không thấy đâu. Câu chuyện này thì mình có gặp khi mà mình nói chuyện với cả một cái người em ở trong Quy Nhơn, Bình Định ấy. Thì cậu ấy cũng chia sẻ với mình là em thấy ở trong em nuôi chim nó rất lạ nhỉ, là những cái con giống mà nó rất là hay mùa giải trước thì mùa giải sau nó mất hút luôn. Thì trở lại một cái vấn đề chính thì mình cũng có hỏi bạn ý là cái loại cám mà những người đấy nuôi là gì ấy. Thì hàng cám mình xin phép mình giấu tên nhé, nhưng mà đấy là một loại cám mà nó cực kỳ mạnh luôn. Những cái người chơi chim ở ngoài Bắc mình gần như là rất hạn chế dùng cái cám đấy mọi người ạ. Vì nó rất là nặng luôn, nó có thể khiến cho con chim của các bạn cực kỳ hay luôn. Nhưng đến mùa giải năm sau các bạn có nuôi lại được hay không với cái phong độ đấy hay không, thì thú thực là mình cũng không dám chắc chắn điều gì cả. Chỉ có điều là đây là một cái trải nghiệm rất thực tế của mình thôi. Đó là một con chim người em của mình tặng mình. Mùa giải trước nó ăn khoảng 20 cái cờ và mình nuôi một năm trời nó không líu nổi anh em ạ. Đó, một người có khá nhiều kinh nghiệm như mình mà nuôi con chim nó không líu nổi thì mọi người biết là cái hậu quả của cái việc dùng những cái loại cám nó quá mạnh, nó những cái loại thuốc nó quá mạnh nó như nào rồi, đúng không? Mình cũng xin chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện nhỏ nhỏ như này thôi. Hôm qua thì mình có ngồi uống cà phê với cả anh Tuấn Thúy, tức là chủ hàng cám Tuấn Thúy đấy. Thì hiện tại anh Tuấn Thúy cũng đang cầm hai con chiến binh mà phải gọi là rất là đình đám ở ngoài Bắc mình ấy.
đó là con vua non và con cánh trắng. Thì anh cũng tâm sự với mình một cách rất thật thôi, đó là hai con chim đấy của anh thì chắc là phải ra Tết anh mới chơi, còn bây giờ kể cả cho dù anh có vào cám thì nó cũng không líu được em ạ. Đó, tức là những cái người chơi chim rất gạo cội rồi, có những chiến binh mà phải nói thật luôn là trong giới chơi chim của chúng ta ai cũng ước ao ấy, và người ta vẫn có những cái câu nói như thế thì mọi người cũng hiểu là gì. Đó là nó không có, trong cái câu chuyện chơi chim này nó không vội được mọi người, có những con chim phải đúng cái lúc ý nó mới lên, còn nếu không thì nếu mọi người lên cám sớm thì nó sẽ nhiều khi nó sẽ bị tình trạng là gì, con chim líu thì nó không líu được, mà nó khi mà líu không líu được và ăn cái cám liên tục thì cái sức khỏe của nó sẽ không tốt được bằng cám dưỡng đâu. Cái việc đấy thì chắc chắn là mọi người nuôi mọi người đều cảm nhận được rồi đúng không? Đấy thì đấy là một cái câu chuyện có thật mà hôm trước mình có nói chuyện với anh Tuấn Thúy thì anh cũng có chia sẻ lại với mình là như thế. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ lại với mọi người là như vậy. Đó, cho nên là nhiều khi chúng ta nuôi một con chim thì chúng ta vẫn phải có cái sự kiên trì và nhẫn nại nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.